Ue kìa, ue. Vào buổi hồng hoang, thế giới chỉ là một đại dương. Đến khi bà mẹ đảo ngoi lên từ đáy biển, Tefiti, trái tim bà mang quyền năng to lớn nhất từng thấy. Nó có thể tạo ra cả sự sống. Và Tefiti chia sẻ nó với thế giới. Nhưng dần dà, có những kẻ bắt đầu đi tìm trái tim Tefiti. Chúng tin rằng nếu chúng sở hữu được nó, quyền năng sáng tạo vĩ đại sẽ là của chúng. Và một ngày sau, có một kẻ to gan nhất trong số chúng đã du hành qua đại dương rộng lớn để lấy trái tim. Ông ta là một A thần của gió và biển cả. Ông ta là một chiến binh, một kẻ bịp bợm, một người biến hình có thể thay hình đổi dạng với quyền năng của chiếc móc cầu ma thuật. Và tên của ông ta là Maui. Không còn có trái tim, Tefiti bắt đầu sụp đổ, sản sinh ra một thứ bóng tối khủng khiếp. Maui cố gắng chạy trốn, nhưng phải đối đầu với một kẻ khác cũng tìm trái tim. Một con quỷ của đất và lửa đỏ. Maui bị đánh văng khỏi bầu trời. Không ai còn thấy ông ta nữa. Cả cái móc câu ma thuật và trái tim của Tefiti biến mất vào biển cả. Và cho đến giờ, 1000 năm sau đó, Thekka và lũ quỷ quái từ địa ngục vẫn săn lùng trái tim, giấu mình trong thứ bóng tối vẫn đang ngày một lan ra, khiến cho tôm cá không còn, hút hết sự sống của hòn đảo này đến hòn đảo khác, cho đến khi tất cả chúng ta bị nuốt chửng bởi hàm răng khát máu của cái chết mà không thể nào tránh khỏi được. Nhưng một ngày, sẽ có người tìm thấy trái tim và rồi du hành ra khỏi bãi đá ngầm tìm Maui, đưa ông ta vượt qua đại dương bao la để trả trái tim cho Tefiti tội nghiệp và cứu chúng ta. Wow, wow, cảm ơn thưa mẹ, kể đủ rồi. Không ai ra khỏi bãi đá ngầm, ở đây rất an toàn, chẳng có bóng tối nào, cũng chẳng có quái. Chẳng có gì bên ngoài bãi đá, ngoài biển dữ và bão tố cả. Chắc ơi rồi.